trong vươn dậy từng ngày thơ em còn ngủ mơ đến đêm thơ lòng người anh đâu có hay một ngày khi vô cánh bay từng ngày yêu hóa thành người dừng đến từ tận từ xa. Các bạn thấy ốc chưa? Chào Thủy Trần Che Vàng. Hello em yêu. Chào Xuân Thảo, tiệm ốc là ở số 22 Đào Tấn, phường 515 gần chợ Hòa Bình nha. Chỉ có một địa chỉ duy nhất thôi và số điện thoại là 0932-2032-0903-300-230. Ốc vừa ghi bình luận, các bạn vào đó thì các bạn sẽ thấy là link page của ốc nha. Page thì có page ốc Mama và page ốc Thanh Vân có dấu tích xanh của Facebook cấp. Chào Hằng Mini, chào Mỹ Hương. Rồi, hôm nay có quà. Quà là kem chống nắng Basle nha. Đây. Chào Tùng Thảo Trình. Chào Tú Thái. Ok, quà của ốc ngày hôm nay sẽ là kem chống nắng Basle Sun Care System High Protection Sun Cream với chỉ số chống nắng là 50 SPF. Bữa quên đó, quà tặng là ốc sẽ thường luôn luôn có cái chữ ký để cho mọi người vui hơn. Giờ ốc sẽ ký vào đây. Hôm nay sẽ có 8 tuyết nha. 8 tuyết kem chống nắng Basle. Trị giá là 450.000 đồng một tuyết nha. Cái này là hãng gửi tặng ốc và ốc sẽ chia lại cho mọi người nha. Ở quận 5 em, không phải là quán, chị bán mỹ phẩm chứ chị không có mở quán ốc. Ok, à, tiệm của ốc là tiệm mỹ phẩm, cửa hàng mỹ phẩm ốc Mama ở số 22, đường Đào Tấn, phường 515 gần chợ Hòa Bình. Còn nhà ốc thì có một quán vườn bia, là quán ăn gia đình thôi, là quán của Chí Rùa thì ở ngay chân cầu Tạ Quang Bửu, quận 8. Nên các bạn mà đi đường Tạ Quang Bửu mà đến cầu là sẽ thấy một quán vườn bia rất là lớn. Quán gia đình để mọi người có thể đến để vui chơi hoặc là họp mặt hoặc là tổ chức những buổi tiệc hoặc là ăn uống cuối tuần. Nói chung là rất là vui và nhiều món ăn lắm và quán rất là rộng và có một cái nơi để mọi người có thể thư giãn ngắm cá tại đó. Chào Trang Phan. Dầu gội đang về, chắc 2-3 ngày nữa là về tới, tại bữa giờ cũng cả tuần rồi đó Phương Nguyễn. Mà ốc đợi hàng tại vì do gửi từ bên Mỹ về rất là lâu. Gia Bảo Liêm, ok, ốc sẽ ký tên vào quà tặng hôm nay thì ốc sẽ có 8 tuyết kem chống nắng Basle trị giá là 450.000 đồng một tuyết gửi tặng cho các bạn. Chỉ có điều là cái hạn sử dụng của cái tuyết kem chống nắng này nó hơi cận nên là các bạn sử dụng liền dùm ốc nha. Được tặng thì đằng nào mình cũng không có tốn tiền mua ha, mình dùng liền dùm ốc. Nên là các bạn thông cảm tại vì cái này là không phải là của ốc gọi là chủ động trong cái việc mà lấy về thì ốc sẽ lấy cái sản phẩm mà nó có cái hạn xa hơn, nhưng mà vì do nhãn gửi tặng ốc cho nên là ốc gửi tặng quà liền cho các bạn giúp ốc là sử dụng liền để cho kịp đát nha. Chị Cảnh Chu nói ốc ơi hôm trước chị mua 2 hộp collagen được tặng 5 miếng mặt nạ collagen dùng mê và đã lắm. Chị lại vừa đặt mua tiếp, em cảm ơn chị Cảnh Chu. Dạ đúng rồi, em thấy là mặt nạ collagen á của Pretty Skin thì thực sự nó ok thật. Nó cấp ẩm và nó làm cho da mình sáng mịn hơn vì nó chứa một cái lượng collagen rất là dồi dào. Chỉ có cái dòng mặt nạ đó thì ốc mong là chị Cảnh Chu hay các bạn sử dụng thì có thể lâu lâu á, tức là không biết là do cái quy trình nó sản xuất như sao đó, thì có những cái mặt nạ nó bị cái lỗ nó rất là rộng, nó khoét rộng thôi, chứ còn nó không có ảnh hưởng gì đến cái chất lượng mặt nạ mình đắp thì nó sẽ vẫn rất là mướt, rất là mịn và nó vẫn chứa cái hàm lượng collagen rất là dồi dào trong mỗi một miếng mặt nạ. Thì cái quà tặng collagen đính kèm với lại collagen Akiba dâu của Nhật Bản á, thì nếu mà các bạn mua một hộp Akiba collagen dâu Amao của Nhật giá 500.000 đồng một hộp thì ốc sẽ tặng cho các bạn 2 miếng mặt nạ collagen của Pretty Skin trị giá là 69.000 đồng một miếng. Còn khi các bạn mua 2 hộp Akiba collagen dâu Amao của Nhật thì lúc đó ốc sẽ tặng cho các bạn là 5 miếng mặt nạ collagen dưỡng trắng cấp ẩm của Pretty Skin trị giá là 69.000 đồng một miếng. Còn quà ngày hôm nay nè, các bạn chỉ cần chia sẻ livestream giúp ốc để cho mọi người biết đến page chính thức này của ốc thôi. Tại vì do là ốc bị giả mạo nhiều quá rất là khổ cho nên rất là nhờ sự chung tay của tất cả các bạn. Nhưng mà chỉ nhờ không thì các bạn sẽ không vui đúng không? Nên các bạn sẽ hỗ trợ mình bằng cách là các bạn chia sẻ và tương tác với ốc cho mọi người biết thêm page chính thức này, mà ốc thì cũng sẽ có một cái lời cảm ơn nho nhỏ gửi đến các bạn. Đó là ốc sẽ tặng cho các bạn ngày hôm nay thì ốc sẽ có 8 tuyết kem chống nắng Basle trị giá là 450.000 đồng. Các bạn chia sẻ giúp ốc nha, ốc ký tên cho mọi người nhận được sẽ vui nha. Yeah. Ok, ốc sẽ
ký tên để tặng cho các bạn nha. Các bạn chỉ cần tương tác và chia sẻ like giúp Ốc là được rồi. Tại vì mặc dù Ốc đã nói rất là nhiều lần về cái tình trạng Facebook giả, nhưng như các bạn cũng biết là nó quá nhiễu nhương, và mạng xã hội thật sự nó cũng rất là lộn xộn và đôi khi nó cũng rất là ảo, nên là thật sự mình không có kiểm soát hết được. Và nhiều người người ta nghĩ là vì nó ảo đó cho nên là người ta có giả mạo hay là lừa đảo một ai đó thì cũng đâu có mất mát gì đâu, nhưng thực sự Ốc nghĩ cái hậu quả nó lớn hơn rất là nhiều. Làm sao mà các bạn có thể thành công nếu như kinh doanh theo cách đó được, và khách hàng thì sẽ bị lừa nữa. Nhưng mà biết làm sao giờ, Ốc chỉ có một cái thân như thế này thôi, không thể nào phân thân để mà đi report báo cáo hết được, mà báo cáo xong nó lại mọc cái mới, cho nên thôi nhờ các bạn hỗ trợ giúp Ốc, các bạn chia sẻ để mọi người biết đến page này nhé. Và để tránh trường hợp mọi người mua phải Facebook giả thì các bạn chịu khó cứ vào trong page này có dấu tích xanh của Ốc nè, là sẽ thấy bà Ốc nguyên con chính chủ, không thể nào mà giả mạo tôi được nè. Mọi người có thể thấy rằng là những cái Facebook giả nó cũng rất là tinh vi, nó có thể lấy hình ảnh của Ốc, của gia đình Ốc, và thậm chí nó giả là vợ ông Chí Rùa, chắc khi nó vườn bia một ngày cuối tuần thôi mà 4-5 con vợ của Chí Rùa chắc khi nó vườn bia, nó nghĩa là họ không có từng thủ đoạn nào hết á. Rồi livestream của Ốc họ cũng live giả trên trang của họ luôn, họ lưu nguyên cái clip lại xong họ phát mà khách đâu có biết đâu, bị lừa. Rồi cái logo giá y chang, số điện thoại giá giống luôn, cho nên là Ốc mới phải để cái bảng ở đây để cho mọi người nhìn thấy được địa chỉ và số điện thoại của Ốc nè. Nói chung là các bạn chỉ cần share livestream và tương tác với Ốc là được rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi thì Ốc cũng có những cái món quà tặng và đã công bố danh sách cũng như là gửi quà cho các bạn rồi đó. Ví dụ như là Ốc tặng cho các bạn là vừa rồi là 20 tuýp Andalu, mà mỗi một tuýp là 50ml gội xả nè, rồi sữa rửa mặt nè, rồi dưỡng thể vân vân. Rồi Ốc tặng cho các bạn là 7 chai kem chống nắng là Ice Cooling của Labello nè, thì mọi người cũng đã nhận được rồi trong những livestream vừa rồi, cho nên Ốc cũng mong rằng là hôm nay mọi người cũng sẽ chia sẻ và tắt thêm cả những người bạn của mình vào nữa để họ biết thêm những sản phẩm tốt. Có, bây giờ thì Ốc sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Hôm nay Ốc sẽ tặng cho các bạn quà của Basle, cho nên Ốc cũng ngồi ngay quầy của Basle và sẽ giới thiệu cho các bạn một vài những sản phẩm tốt của Basle trên kệ của Ốc Mama nha. Phi Yến Võ Bích Liên Phan, chắc là Ốc phải nhìn cái comment ở trong này cho nó dễ nhìn. Dạ chị Lê Cầm, em rất là chia sẻ với chị đừng có buồn em nha, tại vì do em không có kiểm soát được cái tình trạng này á. Nhiều người họ vừa buồn họ vừa tiếc, có những người họ rất là bực. Thì đúng rồi, nếu mà là mình cũng vậy thôi. Nhưng mà Ốc mong các bạn trước khi suy xét cái vấn đề gì thì cũng coi lại coi phải đúng là Ốc thiệt không. Chứ nhiều khi khách nó gọi thoại đến đây á, cũng la mắng nhân viên, Ốc có nói rằng là bán đồ thế này thế kia, nhưng thật sự là không phải là Ốc mà là Facebook giả đó các bạn. Để Ốc vô trong trang page của mình để đọc comment của các bạn nha. Bích Liên Phan, em tới cửa hàng nhiều lần mà chưa lần nào gặp chị Ốc, chắc là chưa có duyên nè, chứ chị Ốc cũng ra tiệm hoài à em. Chào chị yêu Việt Nga, Mai Nguyễn, thank you em Mỹ Hương, chúc các bạn trưa cuối tuần vui vẻ nha. Nga Nga, để Ốc đọc comment của mọi người. Hồi nãy là có một vài bạn có hỏi Ốc về phấn nè, có bạn thì hỏi Ốc là về gel tan mỡ bụng. Ok, thì Ốc đang ngồi ngay quầy của Basle. Basle là một thương hiệu, họ đăng ký thương hiệu tại Pháp nhưng mà nhà máy của họ thì đặt tại Hàn Quốc đó các bạn. Và họ có rất là nhiều những dòng sản phẩm với cái mức giá dễ chịu cho tất cả mọi người sử dụng. Thì ai mà đang quan tâm đến tan mỡ bụng, cảm ơn em Bích Liên Phan đã để lại một comment là nhân viên của Mama tư vấn rất là nhiệt tình. Vui quá, nghe vui quá. Ok, nếu mà các bạn đang quan tâm đến gel tan mỡ bụng thì các bạn có thể sử dụng cái dòng này. Đây là Hot Burning Gel. Nó là một cái loại body gel sẽ giúp cho vùng eo của chúng ta được tan đi cái lượng mỡ thừa đáng ghét. Chào bằng lăng tím. Thì các bạn có thể sử dụng nó cho vùng bụng nè, vùng mông nè, vùng đùi hay là vùng bắp tay. Tất cả những cái khu vực nào mà nó bị tích tụ mỡ thừa thì mình đều sử dụng được. Các bạn dùng cho mình nè, dùng cho ông xã của mình, hoặc là dùng cho các bé mà đang ở cái độ tuổi mà cơ thể nó có một chút phì nhiêu á, thì mình cũng có thể sử dụng được luôn. Chỉ trừ các bé quá nhỏ thôi, chứ đã qua tuổi dậy thì rồi là sử dụng được.
Có bạn Đỗ Hiến hỏi là chị ơi dùng kem dưỡng và kem chống nắng hãng khác có sao không? Không sao hết, không vấn đề gì hết em à. Miễn sao em sử dụng hãng tốt là được nha em. Thì đây là cái dòng Hot Burning Body Gel, là một cái loại gel bạn bôi lên và nó giữ độ nóng trên cơ thể của mình, và nó sẽ giúp cho cái lượng mỡ thừa nó sẽ được đào thải ra ngoài thông qua cái đường bài tiết mồ hôi của mình. Giá một tuyếp này là 400.000 đồng và dung tích của nó là 200ml. Bạn thấy cũng là cái giá rất là hợp lý đúng không? Basle là một thương hiệu mà họ cũng có rất là nhiều những dòng sản phẩm mà mọi người dễ dàng sử dụng. Tiệm của chị ở tên em cũng đọc có hai Henry Helmets. Tiệm của chị ở số 22 đường Đào Tấn, phường 5, quận 5 gần chợ Hòa Bình. Rồi, đối với dòng sản phẩm chống nắng của Basle thì hiện có cái dòng Basle Q10 Sun Cream. Cái dòng này là kem chống nắng mà bạn có thể sử dụng cho cả gia đình, tức là bạn sử dụng cho cả mặt nè, cả cổ nè, cả toàn thân, và sử dụng cho mình, ông xã hay là các bé đều sử dụng được ha. Chỉ số chống nắng của nó là SPF 45, cũng là một chỉ số chống nắng rất là an toàn, và nó có chứa thành phần là tinh dầu ô liu nè, vitamin C, vitamin E nè, rồi Q10 là những cái thành phần nó rất là an toàn cho làn da của chúng ta, để bảo vệ làn da của mình trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Dòng sản phẩm này thì giá nó hợp lý các bạn, 300.000 đồng cho một tuyếp. Tuyếp này là 100g, các bạn có thể sử dụng ha. Đây là sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc. Tụi em ơi, cho xin nhạc khác nha tụi em. Đau khổ ủy mị quá. Cho chị xôm xôm lên được không? Hay là nhạc Hàn Quốc cũng được. Nghe bài hơi buồn các bạn ha. Hôm nay cuối tuần mà, nên là thôi mình nghe nhạc nó hot hot hơn đi. Các bạn nghe không? Ok, rồi kem chống nắng của Basle còn có một cái dòng khác là Sunblock System High Protection. Đây là một cái dòng kem chống nắng với cái chỉ số chống nắng cao hơn, đó là 50 SPF và cái trọng lượng của nó là 75g. Thì cái tuyếp này nó là gọi là High Protection, tức là cái độ bảo vệ chống nắng của nó sẽ dành riêng cho mặt và cổ các bạn. Không có sử dụng nó cho body thì sẽ hơi tốn. Giá một tuyếp này là 450.000 đồng, và thành phần của nó thì nó sẽ cao cấp hơn một chút, cho nên giá nó cao hơn so với cái tuyếp kem chống nắng hồi nãy mà Ốc vừa mới giới thiệu cho các bạn. Đây là dòng kem siêu chống nắng của Basle. Nó cũng chứa những cái thành phần vitamin C, vitamin E này, tinh dầu olive để dưỡng da nè. Rồi nó sẽ tạo ra một cái lớp màng bảo vệ để chống lại các tác nhân có hại cho da, như là da tia tử ngoại, chống lão hóa và chống bỏng rát bề mặt da. Thì các bạn cũng biết là nó sẽ có cái hiệu quả nó cao cấp hơn một chút ha. Và giá là 450.000 đồng cho một tuyếp này, là trọng lượng là 75g. Ok, Ốc vừa giới thiệu các sản phẩm của Basle, vừa tranh thủ trả lời các comment của các bạn nha. Dạ em cảm ơn chị Lê Cầm, chào Ngọc Đính, Vincent. Collagen dâu Amau về chưa chị ơi? Hôm bữa em đến tiệm chị mua nhưng hết. Ừ, tạm thời đang hết. Em ráng chịu khó chờ chị Ốc vài bữa nha. Bất liên tạm, với lại chị cũng sắp sang Nhật rồi, chị sẽ đem về thêm. Kim Nga muốn mua kem của chị, em chỉ cần alo đến số điện thoại 0932 2032 và 0903 300 230. An Nhiên hỏi là giảm cân thời kỳ cho con bú đi chị Ốc. Thực tế là thời kỳ cho con bú là mình không có giảm cân được. Mình chỉ có thể giảm cân một cách tự nhiên, tức là tập luyện này, mình ăn uống khoa học lại, và mình có thể gọi là giảm bớt tinh bột trong một cái bữa nào đó thôi. Chứ mình không thể giảm cân như người bình thường được, thì bạn sẽ không có đủ sức lực. Đó là cái thời gian cơ thể của mình vẫn còn cần phải phục hồi, và mình phải đảm bảo được lượng sữa cho bé bú. Khi mà bạn mới cắt giảm tinh bột và ăn ít lại thì mình thấy là sữa mình vẫn còn dồi dào, nhưng mà thật sự là nó sẽ suy kiệt, nó suy giảm cái lượng sữa rất là nhanh nếu như chúng ta quá chú trọng cái việc giảm cân. Tuy nhiên Ốc cũng rất là ủng hộ và cổ vũ cho những mẹ đang quan tâm đến việc thay đổi lại vóc dáng. Nếu mà chúng ta làm điều đó quá chậm thì mình sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội, cho nên là chúng ta vẫn có thể giảm cân. Tuy nhiên nó chỉ ở một cái mức rất là giới hạn thôi, và chắc chắn là phải lựa chọn biện pháp an toàn. Thì đối với An Nhiên hay là các bạn nào mà đang cho bé bú thì các bạn có thể sử dụng sản phẩm Lấy Dùng Chị của em ơi. Cái đạm protein đó. Bạn An Nhiên và các bạn nào mà đang cho bé bú thì mình có thể sử dụng cái này thay thế cho một cái liệu pháp giảm cân mà nó lại rất là an toàn. Đây là một cái loại đạm, nó gọi là Rega Protein, nó có hai hương vị sô-cô-la và vani, nó rất là an toàn, của tập đoàn Phoenix của Pháp, được sản xuất tại Pháp theo đúng tiêu chuẩn châu Âu. Thì cái sản phẩm này nó sẽ cung cấp một cái năng lượng đầy đủ cho chúng ta, cho tất cả những cái hoạt động trong ngày, và nó không có làm cho mình bị mất sữa.
và mình có thể sử dụng nó thay thế cho một bữa ăn. Nó chỉ khác là thay vì bạn thu nạp thức ăn rắn, thức ăn cứng thì cái bụng mình sẽ to và cơ thể mình nó sẽ nặng, thì mình sẽ thu nạp cái lượng thức ăn lỏng. Nó vẫn đảm bảo năng lượng nhưng mà nó sẽ hạn chế tối đa đường bột béo. Tại vì qua cái thực phẩm hàng ngày thì mình không thể cân đo đong đếm được là mình thu nạp vào cơ thể của mình lượng đường bao nhiêu, lượng chất bột bao nhiêu, lượng béo bao nhiêu. Nên là khi mà bạn sử dụng các loại thực phẩm mà nó an toàn cho cơ thể thì nó không những làm cho sức khỏe của chúng ta được đảm bảo mà còn loại bỏ bớt cái nguy cơ là bạn bị tích tụ quá nhiều những cái chất không cần thiết. Nó sẽ khiến cho mình sẽ trở nên nó bị nặng nề hơn. Thì đối với mẹ An Nhiên hay các bạn nào đang cho bé bú thì mình có thể sử dụng cái loại đạm an toàn này. Nó là đạm protein an toàn và cái hương vị của nó từ sô-cô-la và vani, nên nó cũng có lợi cho sức khỏe của những người mẹ đang cần phục hồi năng lượng sau một cái quá trình mà mình mang thai và sinh bé như vậy. Thì một lọ này á, là 650.000 đồng. Nó rất là to, cái hộp này trọng lượng là 350g. Để mà dùng để hỗ trợ giúp cho cơ thể mình nhẹ nhàng hơn thì bạn sẽ sử dụng thay thế cho bữa ăn. Còn nếu như các bạn mà đang cần phục hồi sức khỏe và những bạn quá gầy muốn tăng cân thì mình sẽ uống bổ sung sau bữa ăn. Cho nên nó cũng rất là thông minh và cái giá thành của nó cũng ở cái mức rất là hợp lý để cho mọi người có thể sử dụng. Ok. Bạch Nhạc Anh Thiện là Chí Thiện đó hả Mỹ Hương? Đào Thị Hồng, sữa rửa mặt. Ok, Thúy Vũ hỏi sữa rửa mặt. Thì tại quầy Basle mà ốc đang ngồi thì nó có dòng sữa rửa mặt dưỡng trắng da. Nó cũng là cái nhu cầu mà rất là nhiều người quan tâm. Đây là Whitening Foam Cleanser của Basle, nó dành cho mọi loại da luôn. Và cái dòng sữa rửa mặt này nó sẽ giúp cho da của chúng ta sáng mịn hơn nha các bạn, dành cho mọi loại da, nên các bạn cũng không cần phải lo lắng là da của mình thuộc dòng da gì nha. Nó chứa khoáng chất từ nước biển sâu, nó chứa vitamin E, nó chứa lô hội để cấp ẩm và đồng thời dưỡng trắng cho làn da của chúng ta. Nó sẽ cấp độ ẩm ngay khi mà chúng ta rửa mặt là các bạn có thể cảm nhận rất là rõ điều đó rồi, xóa dấu vết và ngăn cản sự kết hợp của các gốc tự do, làm cho da của chúng ta sẽ mịn màng và sáng hẳn lên sau mỗi lần rửa mặt. Nó có thành phần từ nước biển sâu gọi là Mineral Deep Sea Water đó các bạn. Và đây là Basle Whitening Foam Cleanser được sản xuất tại Hàn Quốc. Và giá một tuyếp này là 250.000 đồng. Tuyếp này dung tích là 120ml. Nó rất là phù hợp với nhu cầu về rửa mặt, làm sạch da của mọi người ha. Tiệm đang mở nhà Hàn Quốc rồi các bạn. Ok, sau khi mà mình rửa mặt rồi thì chắc chắn là mình cũng có nhu cầu để làm sạch toàn thân, thì các bạn có thể sử dụng dòng Organic Body Shower Gel. Là một cái loại gel tắm organic, tức là hữu cơ, gel tắm từ tự nhiên, và các bạn có thể yên tâm với một cái làn da sẽ được relax, sẽ được thư giãn khi bạn sử dụng cái dòng body gel này. Thì nó có chứa thành phần ở trong đây là lô hội nè, dầu ô liu nè, chiết xuất hữu cơ tự nhiên. Nó sẽ làm sạch cơ thể của chúng ta và nuôi dưỡng làn da, đồng thời tạo ra một cái lớp màng bảo vệ, ngăn cản sự thoát nước, giúp cho da của chúng ta láng mịn và giữ được độ ẩm, khỏe mạnh một cách tự nhiên. Và nó phù hợp cho mọi loại da, và cả đối với những người có làn da nhạy cảm thì nó cũng phù hợp luôn. Đây là sản phẩm của Basle. Rồi đối với sữa rửa mặt của Basle thì ốc còn một cái sự lựa chọn nữa cho các bạn, là các bạn có thể sử dụng cái Aloe Vera Foam Cleansing, tức là cái dòng sữa rửa mặt từ lô hội. Thì nó không có tác động dưỡng trắng nhưng mà nó lại có tác động cấp ẩm cực kỳ tốt, và giá của nó là 220.000 đồng cho một tuyếp. Và cái thành phần của nó trong đây tới hơn 90% chiết xuất từ lô hội, cho nên nó sẽ làm sạch lỗ chân lông của chúng ta, là nơi những cái vấn đề như là mụn này, nhờn này, nó đều xuất phát từ lỗ chân lông cả. Cho nên chắc chắn là bạn cần phải làm sạch lỗ chân lông, và nó sẽ cung cấp độ ẩm cân đối giúp cho da của chúng ta sẽ trở nên sạch hơn, với những cái thành phần tự nhiên sẽ giúp gia tăng khả năng diệt khuẩn, giảm viêm, ngăn ngừa sự hình thành mụn và ngăn nó quay trở lại nếu như trước đó bạn có bị cái mụn đáng ghét làm phiền. Thì rất là đơn giản, mình chỉ rửa giống như là sữa rửa mặt thông thường thôi. Một tuyết này là 120ml và giá là 220.000 đồng. Nói chung là đối với những sản phẩm của Basle thì ốc thấy là cái giá thành nó cũng rất là hợp lý, mọi người sẽ dễ dàng mua. Để làm sạch da thì Basle còn có một cái dòng nữa gọi là nước tẩy trang, và cái chai nó rất là đẹp. Đây là Cleansing Water của Basle. Chai này dung tích của nó cũng rất là nhiều các bạn, 300ml cho cái chai nước tẩy trang này ha. Các bạn nhìn thấy trên tay ốc đang cầm chai nước tẩy trang này, giá là 380.000 đồng.
Đây là một cái dòng nước tẩy trang mà thứ nhất là bạn nhìn vô bạn đã thấy nó có thiện cảm rồi. Đối với những người mà trang điểm gọi là nhiều lớp hoặc là trang điểm chuyên nghiệp, bạn sử dụng những cái dòng mà mỹ phẩm không phai, không trôi, thì bạn sẽ phải sử dụng thêm cả cái nước tẩy trang dạng dầu nữa. Nhưng mà đối với những người chỉ trang điểm một cách bình thường và bạn không có quá nhiều lớp hay là không sử dụng những mỹ phẩm không lem, thì chỉ cần nước tẩy trang này là đủ làm sạch cái bức trang điểm của bạn rồi. Nó chứa thành phần từ chanh tươi, nước thảo mộc tự nhiên, vitamin B5. Nó là một công thức rất là dịu nhẹ, an toàn cho da. Nó sẽ lau sạch tất cả những cái lớp trang điểm bám trên da và sâu bên trong lỗ chân lông của mình, giúp cho bề mặt da của chúng ta thông thoáng và đồng thời cân bằng độ ẩm cho da ngay trong cái bước tẩy trang. Tức là khi bạn tẩy trang thì đồng nghĩa với việc là bạn đã được cấp nước cho da và đã có một cái động thái để dưỡng da rồi, để sau đó bạn rửa với sữa rửa mặt và những cái bước dưỡng da tiếp theo nó sẽ trở nên trọn vẹn hơn. Thì một chai này giá là 380.000 đồng, dung tích là 300ml nước tẩy trang của Baslay nha các bạn. Có nhiều người cũng hay hỏi ốc về chì kẽ chân mày, thì ốc xin nhắc với các bạn rằng là ốc luôn có cái kẽ trên kẽ của mình, cây chì này. Cây chì này là chì kẽ mày rất là tự nhiên nha các bạn. Nó có dưỡng chất vitamin B5 giúp lông mày của chúng ta trở nên dày mượt với màu sắc rất là tự nhiên. Nói chung là nó rất là dễ để sử dụng, một cây là 150.000 đồng. Nó là Baslay Long Lasting Intense Auto Eyebrow Pencil. Cây chì này nó có cái đầu nó vát, cho nên là nó rất là dễ định hình, để giúp cho lông mày của chúng ta sẽ trở nên đầy đặn hơn, đẹp hơn. Hôm nay em về sớm hả? Dạ, em thường chuyển sang cái bóp buổi chiều. Ok. Đây, cái chì nó như thế này nè các bạn. Nó không phải là cái chì mà dẹp lép, hoặc là không phải cái chì mà quá nhọn hay quá tròn. Nó sẽ là vát một đầu như thế này, và cực kỳ dễ để chúng ta tạo ra một cái đôi lông mày đầy đặn, tại không phải ai cũng đã full lông mày. Như bảo ốc là không có kẽ trên mày full rồi, mà một đầu là đồ là chải ha. Cho nên đối với nhiều người thì cái cây chì kẽ trên mày cũng luôn là một cái vật dụng rất là quan trọng. Đây là sản phẩm của Baslay Hàn Quốc và giá là 150.000 đồng một cây. Đương nhiên là bạn sử dụng rất là lâu vì cái cây nó nhiều lắm. Ok, với Baslay thì các bạn biết không, họ còn có một cái thế mạnh nữa là đối với những cái sản phẩm dưỡng da ban đêm và đặc biệt là dưỡng trắng, thì Baslay có một cái bộ đôi này mà các bạn có thể sử dụng, và rất là nhiều khách tại tiệm của ốc khi đã sử dụng rồi là ghiền luôn và sử dụng gọi là gắn bó luôn á. Thì đây là Magic Snow White Cream, kem dành cho ban ngày nè. Cái dòng kem này nó chiết xuất từ những cái bông tuyết tự nhiên, nó giống như là cái hiệu ứng bông tuyết trắng, cho nên nó ngay lập tức nó làm cho da của chúng ta trắng lên một cách tức thì luôn. Nó có chiết xuất ở trong đây là niacinamide nè, chiết xuất rễ cây gạo, rau sam, cam thảo, lô hội, tinh dầu hạt quả nho. Nó sẽ giúp làm trắng và đều màu da của chúng ta tức thì, cung cấp nước và dinh dưỡng, giúp cho làn da của chúng ta đẹp từ sâu bên trong, mang lại làn da mềm mại và trắng hồng một cách an toàn và tự nhiên. Bạn sử dụng ban ngày, sau khi bạn rửa mặt sạch rồi là bạn chỉ có việc bôi lên và da của mình nó sẽ trắng bật tông, và đồng thời nó cấp ẩm rất là đẹp với cái thành phần từ bông, giống như là bông tuyết, nó gọi là Magic Snow, tức là một cái bông tuyết trắng rất là thần kỳ trên da của mình. Giá một cái hũ tròn quay rất là đẹp như một cái hạt tuyết khổng lồ này là giá là 580.000 đồng, và một hũ này là 50ml. Đó là ban ngày. Thế còn ban đêm thì chúng ta sẽ sử dụng gì? Đối với những ai mà vừa thích da trắng mà vừa thích ẩm thì bạn sẽ sử dụng cái dòng kem này cho ban đêm. Nó là UV Whitening Cream với tinh chất từ nước biển sâu, Mineral Deep Sea Water. Nó sẽ thấm đẫm vào trong làn da của chúng ta để đem đến một làn da mọng nước. Khi làn da của chúng ta ngậm nước thì bạn biết là cái cảm giác mình thức dậy nó sẽ cực kỳ dễ chịu, và bạn sẽ bôi dòng kem này vào ban đêm nhé. Rất là đơn giản, và một cái hũ này thì giá là 780.000 đồng, 50ml, bạn sẽ sử dụng cho ban đêm. Bạn chỉ có việc bôi đều lên cổ, lên mặt của mình thôi, để da của chúng ta nó sẽ có cái độ ẩm dồi dào từ cái tinh chất nước biển sâu, và nó sẽ nuôi dưỡng để da chúng ta trắng hơn và ngăn cản lại tác hại của tia UV, vì tên của nó là Baslay UV Whitening Cream. Rất là ok, sản phẩm này bán rất là chạy tại tiệm của mình vì rất là nhiều người quan tâm đến cái việc dưỡng trắng da an toàn đó các bạn. Hoa Trương, chị lấy tuyết chống nắng 300.000 đồng là cái tuyết Q10 Sun Cream ạ. Chị Hoa Trương có thể cho em xin số điện thoại được không ạ? Còn nếu mà chị thấy có bất kỳ số điện thoại nào gọi cho chị thì nó phải đến từ số 0932 2032, 0903 300 2030. Tất cả những số khác đều là giả mạo nha. Tiệm của em chỉ có 2 số đó thôi. Linh Diệp, hello. Thank you Trà My, Mỹ Hạnh. Cảm ơn chị Vân Nguyễn rất là nhiều. Chị ấy nói là chị dùng sản phẩm bên em ốc rất là tốt, chị ủng hộ cô gái đa tài. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn em Kim Ngân Nguyễn. Bởi vậy chị Việt Nga đổ ơi, search mỹ phẩm ốc Thanh Vân là ra một list dài dằng dặc như một cái sớ táo quân luôn.
Thành ơi, chị vừa tư vấn về kem dưỡng ngày và đêm. À dạ em xin lỗi ạ. Chị Phạm Thành ơi, em vừa tư vấn về kem dưỡng ngày và đêm của Basle, chị có kịp nghe hay không ạ? Kem dưỡng ngày chị có thể sử dụng dòng kem dưỡng Magic Snow White Cream, tức là dòng kem dưỡng trắng da tức thì của Basle. Giá một hũ 50ml này là 580.000 đồng. Nó sẽ giúp cho da mình vừa sáng vừa ẩm mà rất là tự nhiên, nhanh chóng vô cùng luôn. Còn ban đêm thì mình sẽ sử dụng cái dòng UV Whitening với cái tinh chất từ nước biển sâu Mineral Deep Sea Water. Nó sẽ có giá là 780.000 đồng cho một hũ 50ml và mình cũng sẽ bôi cho mặt và cổ, nó sẽ giúp dưỡng trắng da, sáng da và làm cho da của chúng ta rất là ẩm. Nên là nó cũng là một cái bộ đôi mà được rất là nhiều khách ưa chuộng với một cái khung giá hợp lý và đáp ứng đúng nhu cầu là cấp ẩm dưỡng trắng của mọi người. Có bạn hỏi bôi có bị nóng không? Chắc là bạn hỏi về Hot Burning Body Gel đúng không? Thì có nóng chứ, tại vì nó là hot gel mà. Nhưng cái độ nóng của nó ở trong cái mức độ cho phép thôi. Nó chỉ là nóng để ấm và mình cảm giác là nó đang có tác động để làm tiêu cái mỡ bụng của mình thôi. Chứ nó không phải là nó nóng tới mức là làm cho da của mình bị phỏng, bị rát hay là chịu không nổi đâu. Nên là mọi người đừng có lo ha. Khi mà mình mới bôi thì đương nhiên nó phải có cái độ nóng rồi. Tại vì nó là gọi là hot gel. Có nhiều người thì người ta không thích cái độ nóng, cho nên người ta sẽ sử dụng những loại gel mà không có độ nóng. Nhưng cá nhân Ốc thì Ốc thích cái cảm giác là cái vùng bụng hay là những cái vùng mỡ thừa của mình nó phải nóng lên như vậy á, nóng ấm như vậy, mình cảm giác là nó đang có tác động. Thì cái độ nóng của nó vẫn trong mức vừa phải, không có làm cho mọi người bị quá khó chịu đâu. Cho nên mọi người đừng có lo, nó sẽ không phải là rát giống như là mình bôi gừng hay là bôi ớt trực tiếp trên da của mình, không phải. Cái này nó đã được bào chế thành kem rồi, cho nên nó chỉ có thành phần là giúp giữ nóng thôi, chứ nó không có gây tổn thương trên da. Một tiếp này giá là 400.000 đồng, một tiếp 200ml là cái dòng gel tan mỡ bụng an toàn của hãng Basle nha các bạn. Chị thấy em Gia Bảo Liên, chị thấy nãy giờ luôn, chào Quỳnh Giang. À, dạ. Ok. Dạ chào Nguyễn Luyến. Ok em Mỹ Hương, chị thấy comment của em rồi. Xịt khoáng tại tiệm của Ốc cũng có khá nhiều đó Phương Trần. Thì đối với hãng Basle họ có một cái dòng xịt khoáng dạng gel này, thì Ốc nghĩ rằng là nó cũng rất là phù hợp để mọi người sử dụng. Nó là dạng gel nhưng khi mình xịt thì nó lại ra là nước. Đó là cái thú vị. Và nó có hiện có những cái mùi hương khác nhau. Ví dụ như là cái chai màu xanh này là tinh chất từ tổ yến nè. Khi mà bạn xịt khoáng với tinh chất từ tổ yến thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta ẩm mượt hơn. Và các bạn yên tâm rằng là trong sản phẩm này nó không sử dụng bezophenone hoặc là màu nhân tạo hoặc là dầu động vật hay là paraben, là những cái chất rất là nguy hiểm và được khuyến cáo là không nên sử dụng trong mỹ phẩm nha các bạn. Khi mà nó tạo ra một cái lớp sương mát lạnh như vậy thì nó sẽ cung cấp độ ẩm tuyệt vời cho làn da của chúng ta. Nó làm dịu làn da sau khi mà bạn phơi nắng hay là bạn làm da mình bị tổn thương hoặc bạn sử dụng mỹ phẩm không phù hợp, thì bạn có thể làm dịu da với cái xịt khoáng tinh chất tổ yến này. Đây là một cái sản phẩm thuộc hãng Basle luôn, và nó là một cái dòng gọi là Orgenia thuộc Basle, nó cũng là của một công ty đó các bạn. Và cái chai màu hồng đỏ này thì đây là cái xịt khoáng với tinh chất từ quả cây xương rồng, nó chiết xuất từ quả của cây xương rồng và không sử dụng những cái thành phần mà gây nguy hại, ví dụ như là màu nhân tạo, dầu động vật hay là paraben. Nên là hay là benzophenone là những cái chất mà được khuyến cáo là không sử dụng, thì các bạn cứ yên tâm, nó hoàn toàn tự nhiên. Ốc có thể xịt cho các bạn xem ha. Khi mà bạn nhìn trong cái chai nó là thể gel, nhưng khi bạn xịt ra thì nó lại phun một cái lớp sương ở trên gương mặt của mình. Chờ ốc chút. Tại vì nó mới. Nó rất là thơm. Với cái tinh chất từ quả cây xương rồng. Ốc rất là thích cái cảm giác sau khi xịt khoáng, tại vì nó làm cho da của mình được cấp ẩm và mình sẽ cảm thấy rất là dễ chịu, nhất là những khi mà mình đi quay buồn ngủ là cứ phải xịt khoáng hay cái mặt của mình bắt đầu trông nó xuống cấp rồi, trông nó rẹo rồi, tại mình quay cả ngày là lúc đó rất là cần xịt khoáng để tránh cho cái lớp phấn nó bị mốc. Thì một chai xịt khoáng Orgenia thuộc hãng Basle giá là 280.000 đồng một chai ha các bạn. Cái chai này thì cái dung tích của nó cũng nhiều lắm các bạn, vì nó là thể gel. Các bạn chờ Ốc chút, Ốc sẽ nhìn kỹ lại cái dung tích của nó, nhưng mà Ốc nghĩ rằng là nó cũng phải tầm 115, Ốc thì Ốc đoán là khoảng tầm 120, nhưng mà chính xác nó là 115ml nha các bạn. Nó cũng rất là tiện ha, gọn chắc cái tay. Thành phần của nó thì nó sẽ đến từ nước biển sâu nè, hoặc là tinh chất tổ yến nè, hoặc là quả cây xương rồng, và hoàn toàn tự nhiên, tức là không có những cái màu nhân tạo để tạo ra những cái chai mà Ốc cầm trên tay đâu. Thì cái chai mà màu xanh ngọc này nó là Aqua Coral,
nó là xịt khoáng từ nước biển sâu và thành phần của nó chắc chắn là phải từ khoáng chất từ nước biển sâu rồi. Nó sẽ giúp cho da của chúng ta được cấp nước và sẽ làm dịu những cái tổn thương trên da, cho nên là bạn nên thủ cái chai xịt khoáng này ở trong giỏ của mình để mình có thể đem đi bất kỳ nơi đâu. Khi bạn đi biển này, da của mình bị bỏng rát khó chịu thì bạn cứ xịt lên để mà tạo ra cái độ dễ chịu và giúp cho da của chúng ta nó hạn chế cái tình trạng bị khô hay mất nước. Bé ơi, chị vừa nói sản phẩm giảm cân vừa rồi chị có nói á, An Nhiên, em với lại các bạn có nghe được sản phẩm giảm cân mà dành cho mẹ đang cho bé bú không? Thì mình có thể sử dụng cái đạm protein an toàn của tập đoàn Phoenix của Pháp, giá một cái hộp 350g là 650.000 đồng. Mình sử dụng như vậy thôi, chứ còn đối với những người mà đang cho bé bú thì mình không thể giảm cân một cách nó vội vã được. Và chắc chắn là mình không nên gọi là nóng vội trong cái quá trình giảm cân này, tại vì cái điều quan trọng nhất là mình phải đảm bảo sức khỏe và cho bé bú đã. Còn đối với những người mà muốn giảm cân thông thường, các bạn đang không trong thời gian cho bé bú, thì ốc có một sự lựa chọn khác. Các bạn có thể sử dụng cái sữa giảm cân NK Healthy and Beauty thay thế cho một bữa ăn. Nó làm nhiệm vụ để mà giúp cho cơ thể chúng ta nhẹ nhàng hơn. Giá một hộp là 700.000 đồng cho một hộp 315ml sữa giảm cân NK Healthy Beauty, và bạn có thể uống kèm theo cái viên uống giảm cân cùng hãng luôn. NK Healthy Beauty sữa giảm cân Body Slim Shake các em. Ok, tạm thời thì trên kệ của ốc hết, nhưng mà không sao, ốc vẫn có thể gọi hàng đến cho các bạn. Mà đặt thì các bạn cứ đặt không sao, ngày mai là có hàng mới rồi. Ok, đây là The Body Formula, là cái viên uống giảm cân của tập đoàn NK Healthy Beauty. Giá một cái hộp này 50 viên, giá là 590.000 đồng. Đây là ốc đang nói đối với những người giảm cân thông thường, chứ không phải là các mẹ đang cho bé bú nha. Giá như vậy thì ốc nghĩ nó cũng hợp lý cho một cái sản phẩm đến từ nước Đức. Tập đoàn NK Healthy Beauty là một tập đoàn mà họ có rất là nhiều những sản phẩm tốt và chăm sóc sức khỏe. Tất nhiên là nó đạt chuẩn châu Âu nên các bạn có thể yên tâm hoàn toàn. Để mà giảm cân thì chúng ta sẽ uống một ngày 2 viên, và để duy trì cân nặng mình sẽ uống một ngày 1 viên. Ngoài ra các bạn có thể uống kèm thêm cái sữa giảm cân Body Slim Shake của NK Healthy Beauty. Giá là 700.000 đồng cho một hộp 315g thay thế cho một bữa ăn. Tại vì có một bé, cái tên của em á, để tiếng Hàn chị không biết phải gọi tên em sao luôn. Chị vừa nói em nghe kịp không? Chào Vân Quách, Thu Hà, Nguyễn Hoàng, Lina. Cảm ơn em Hoa Hồng. Kem trị mụn thâm Đỗ Cẩm Hằng. Dạ em có. Nó sẽ hỗ trợ để làm mờ những cái vết thâm do mụn để lại. Mình có thể sử dụng, ví dụ như là nếu mà cái cục mụn của mình còn nhìn thấy á, thì mình sẽ sử dụng cái kem mụn nhím này ha. Nó sẽ bôi cho cả một mảng da mụn, hoặc là nó có thể bôi trên từng cục mụn. Giá là 580.000 đồng một cái hộp này. Và nếu mà nó là mụn mà không nhìn thấy được, tức là mình biết nó nằm dưới da nhưng không cách nào mà lấy nó ra được hết, hay còn gọi là mụn ẩn đó, thì mình có thể sử dụng cái serum gấu trúc này của Cosu. Thì dòng này á, giá là 450.000 đồng. Nó sẽ tái tạo cái bề mặt da và giúp cho những cái mụn ẩn nó trồi ra ngoài, và nó thay đổi cái bề mặt da của chúng ta, nó lấy đi tất cả những cái chất bẩn. Cho nên khi mới sử dụng mình sẽ thấy cái cảm giác nó hơi ấm nóng một chút, là hơi châm chích một chút, nhưng mà sau khi da của mình được làm sạch rồi thì cái cảm giác đó không còn. Một chai này 30ml, giá là 450.000 đồng. Đối với những người mà bị thâm da mụn để lại thì còn một giải pháp nữa. Ngọc ơi lấy giùm chị, Ngọc ơi, British Skin có một cái tuyếp màu đen, nó trong cái bộ AC Sport, và nó có thành phần từ những chú ong, nó gọi là From Bees, và nó có tác động rất là tuyệt vời đối với việc là làm giảm thâm do mụn để lại, vì nó có cái thành phần mật ong cho nên nó giúp kháng khuẩn kháng viêm. Ê, nói tắt cái nhạc này giùm chị, hoặc là cho nhà khác nhạc này, nó bị nhức đầu, nói nó ác tiếng chị luôn. Giờ này Gangnam Style. Ok, thì cái tuyếp này á, nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta được thay đổi cái bề mặt, nó sẽ cải thiện bề mặt da của chúng ta, giúp cho da của chúng ta khỏe hơn và giảm những cái vết thâm do mụn để lại. Và nó điều trị mụn cũng rất tốt. Giá một tuyếp 30ml là 590.000 đồng. Cũng trong cái bộ sản phẩm này, thì tại vì do lỡ thì ốc nói luôn, thì nó còn có cái tuyếp màu xanh ngọc, là nó là Pore Care Spot, giúp thu nhỏ lỗ chân lông và cân bằng cái lượng dầu ở trên da của chúng ta. Và cuối cùng là cái tuyếp màu trắng này là Whitening
Spot của Pretty Skin, một tuýp cũng bằng giá luôn 590 ngàn đồng cho 30ml. Nó sẽ giúp cho da của chúng ta sáng mịn hơn và làm cho những cái vùng da không đều màu trở nên nó tương thích với những cái vùng da còn lại. Ok, bây giờ quay trở lại với Basle thì Ốc sẽ nói thêm một chút thôi là đã hết những sản phẩm của Basle rồi. Tại vì đối với Basle thì sản phẩm của họ khá là chọn lọc, cho nên là nó sẽ không có quá nhiều, nhưng mà Ốc nghĩ rằng là như vậy nó cũng sẽ đỡ rối cho khách. Thì các bạn có thể mua những cái dòng phấn của Basle, hồi nãy là có người hỏi nhưng mà Ốc chưa kịp trả lời. Thì đây là một cái dòng phấn phủ rất là ok của Basle. Đây, nó là cái hộp mà có cái hiệu ứng bông tuyết, nó gọi là Snow White Powder Puff với chỉ số chống nắng là SPF 27. Cái hộp nó rất là đẹp. Da của Ốc hiện tại thì do là Ốc đang có màu da rất là nâu, cho nên Ốc không có sử dụng cái tông trắng được. Nhưng mà đối với những ai mà thích da mà trông nó sáng hơn bình thường, các bạn có thể sử dụng cái dòng phấn phủ này. Nó rất là đẹp và nó là một cái loại phấn phủ siêu mịn. Nó có cái hiệu ứng từ bông tuyết trắng, cho nên ngay lập tức nó sẽ làm da của chúng ta sáng bừng lên. Và các bạn nhìn thấy cái hộp rất đẹp ha, cái tấm gương rất là to để dễ dàng giúp cho chúng ta quan sát toàn gương mặt. Thì bình thường một cái hộp phấn phủ này, nó là dạng nén, phấn phủ dạng nén nha các bạn, Snow White Powder Puff của Basle với chỉ số chống nắng là SPF 27, giá của nó là 560.000 đồng một hộp. Nhưng mà hiện tại thì Basle đang có chương trình gift set, tức là cái quà tặng khi mà bạn mua cái hộp phấn phủ siêu mịn này thì sẽ tặng cho các bạn một tuýp kem chống nắng trang điểm. Đây, ok. Đây, cái dòng kem chống nắng này là kem chống nắng hồi nãy Ốc có giới thiệu cho các bạn đó. Nó là kem chống nắng trang điểm nha các bạn. Tức là khi mà bạn bôi lên da của mình á thì nó sẽ tạo ra một cái lớp da thứ hai, nó bật tông và nó che khuyết điểm một cách nhẹ nhàng. Thì khi các bạn mua một hộp phấn phủ nén siêu mịn này của Basle, Magic Snow Powder Puff của Basle, giá 560.000 đồng sẽ được tặng kèm theo một tuýp kem chống nắng trang điểm của Basle với chỉ số chống nắng là 50 SPF với thành phần Q10 rất là an toàn. Nó là high protection cho nên bảo vệ da của chúng ta cực kỳ an toàn trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Thì cái này là quà tặng kèm ha, các bạn có thể tranh thủ tìm mua. Ok, Basle còn có một số những cái dòng nữa cũng rất là ok nè. Ví dụ như các bạn biết không, Basle có một cái dòng mà nó gọi là phấn phủ siêu mịn. Siêu mịn thì một set này là 1,1 triệu, nó khá là cao. Nhưng mà trong đó nó gồm có một hộp phấn giống như vậy này. Nó là phấn mà dạng mà bạn có thể đánh two way cake, tức là bạn có thể đánh khô và đánh ướt luôn. Và nó kèm theo một cái lõi thay thế nữa. Thì cái dòng này là cái dòng mà thứ nhất là cái thiết kế nó rất là đẹp. Cái thứ hai là cái độ nén của nó giúp cho da của chúng ta có thể đánh cả khô cả ướt, thì nó cũng khá là đa năng. Cái hộp phấn hồi nãy mà Ốc đưa cho các bạn xem màu trắng á, thì nó sẽ đánh khô thôi, nhưng cái hộp này thì nó có thể đánh cả khô cả ướt ha. Và ngoài ra Basle còn có cả những cái dòng ví dụ như là phấn phủ nén dạng thạch nè, cũng rất là thú vị nè. Hoặc là má hồng của Basle cũng rất là đẹp nha các bạn. Đây là những cái dòng sản phẩm rất là ok của Basle. Nó có cái dòng gọi là phấn má dạng thạch cũng rất là thú vị của Basle. Nó là phấn má nhưng mà nó giống như là jelly thạch vậy đó, và nó tạo ra cái hiệu ứng bắt sáng, nó có độ nhũ nhẹ. Nói chung là những cái sản phẩm của Basle nó khá là tương quan đối với những cái sản phẩm mà mỹ phẩm của châu Âu, giống như các bạn thích những cái thương hiệu nổi tiếng của châu Âu á, thì Basle cũng gần như có thể đáp ứng được. Ngoài ra còn có màu mắt hay là một số những cái sản phẩm trang điểm khá là thú vị. Nhưng mà quay lại những cái sản phẩm dùng để tẩy trang, làm sạch, chống nắng hay là dưỡng da của Basle thì Ốc thấy rằng là trong cái mức giá rất là hợp lý, và cả kem làm tan mỡ bụng nữa cũng rất là ok. Thank you Vincent. Tại vì nhà máy của Basle là sản xuất tại Hàn Quốc và tất cả những sản phẩm của Basle đều là sản phẩm chính ngạch 100%, cho nên các bạn có thể yên tâm hoàn toàn nha. Thank you Đào Thị Hồng. Ok các bạn yêu ơi, trời, trà nhiều quá chết rồi, bắt đầu Ốc không đọc hết được. Má hồng Basle giá bao nhiêu? Phương Thúy hỏi. Má hồng Basle thực sự là nó đạt tiêu chuẩn châu Âu á, cho nên là nó cũng hơi đắt hơn so với những dòng má hồng thông thường, nhưng mà thật sự nó rất là đẹp các bạn. Giá một hộp má hồng này là 650. Các bạn biết không, cái màu của nó là dạng thạch á, cho nên nó là có sự pha trộn giữa cái màu mà nó hơi ánh nhũ nhưng mà rất nhẹ. Tại vì nhũ nhiều là không đẹp, làm cho mặt của mình nó bị giả. Nhưng mà nếu không có nhũ thì gương mặt của chúng ta thiếu cái độ bắt sáng. Thì cái dòng má hồng này á, nó cân chỉnh được cái điều đó rất là tốt. Và khi mà bạn mà phớt ở trên đôi má của mình á, nó sẽ tạo ra một cái gương mặt ửng hồng rất là tự nhiên. Cái cọ nó cũng rất là đẹp nè các bạn nhìn. Bạn phớt nè, Ốc phớt rất là nhẹ thôi mà nó đã làm cho gương mặt của mình trông nó hồng hào và có sức sống hơn hẳn. Tại vì hồi nãy á, là Ốc không có
sử dụng má hồng, chỉ có sử dụng kem chống nắng thôi. Nhưng mà cái má hồng của Basle nè, hồi nãy là mặt của mình nó không có được cái hiệu ứng này, nhưng mà khi óc vừa phủ lên là ngay lập tức trông da của mình nó căng và nó có cái độ đàn hồi, là lý do nó có cái độ nhũ nhẹ. Nên là đây là cái dạng má hồng dạng thạch rất là thần thánh của Basle. Nếu như hồi nãy óc không thử thì chắc các bạn cũng sẽ không có thấy được cái hiệu ứng này. Hello, xin chào. Đó, nhưng mà các bạn nhìn thấy ha, trong da của mình nó bắt sáng hơn, và rất là nhiều người tìm kiếm cái cảm giác là một gương mặt nó rất là vừa phải, nhưng mà khi mà họ quay qua thì thấy má hồng nó bắt sáng lên như vậy, và trong gương mặt của mình nó có sức sống hơn hẳn so với việc là không có sử dụng má hồng. Đó là lý do tại sao phụ nữ đừng từ chối má hồng nha các bạn. Tuy nhiên phải sử dụng cho đúng, tại vì có nhiều người nếu như không có biết lựa, có khi mình lựa chúng những cái loại má hồng mà đánh vô mặt mình giống như hề vậy thì nó lại không nên. Mình nên chọn lọc. Mân Quách thấy không? Nó rất là đẹp. Tại vì cái dòng má hồng này thực sự hồi nãy là cái thao tác của ốc là đánh nhẹ tinh, phớt con hai cái thôi là nó đã lên màu rồi. Và khi mà mình không có phải lấy phấn má hồng quá nhiều thì tức là cái màu nó bám rất là tốt á, thì mình sẽ tiết kiệm được hơn. Một hộp như vậy được sử dụng được rất là lâu. Cái cọ má hồng là cái cọ theo hộp, rất là đẹp, nó có cái logo của Basle này các bạn. Thì các bạn biết là những cái dòng má hồng theo xu hướng mới nhất hiện tại mà mọi người hay sử dụng, ví dụ ốc mua cho công việc của mình nhé, ốc sẽ mua má hồng của Estée Lauder, má hồng của Christian Dior này, hay là má hồng của Chanel, thì thật sự rất là mắc, hoặc là Bobbi Brown, rất là mắc luôn, 1 triệu mấy, 2 triệu cho một hộp má hồng với cái hiệu ứng bắt sáng như thế này. Nên là ốc thấy rằng là Basle có thể được so sánh tương đương, nhưng cái giá lại mềm hơn rất là nhiều. Giá là 650.000 cho một cái hộp má hồng này. Tại vì các bạn biết không, tại vì do má hồng á, nó có rất là nhiều phân khúc. Ví dụ bạn sử dụng những dòng má hồng thường, nó không có cái độ bắt sáng, nó không phải là dạng thạch, nó không phải là má hồng có nhũ, thì có thể nó rất là rẻ thôi, nhưng mà nhiều khi nó có cái khả năng gây ra cái độ nám trên gương mặt của mình nếu như nó không đạt chuẩn. Tại vì nó lại có những cái phân tử không có tốt, và nó thấm vào trong cái gò má của mình lâu ngày, từ ngày này sang ngày khác, nó làm cho má của chúng ta bị sậm màu hơn so với những cái vùng da còn lại. Nhưng mà cho tới giờ phút này, mặc dù ốc trang điểm rất là nhiều, nhưng ốc khẳng định với các bạn, khi bạn sử dụng má hồng tốt bao nhiêu năm, mặt của mình không bao giờ có cái chuyện là cái vùng má nó bị tối màu hơn cái vùng còn lại đâu. Và ốc thì thường lúc nào cũng mua những loại má hồng tốt, tại vì cái độ bền nó rất là cao, đôi khi mình lỡ tay mình làm rơi nó cũng không có bị nứt bị bể. Còn những cái điều đó nó rất là khó đảm bảo ở những cái dòng má hồng có giá rẻ, và cái hiệu ứng bắt sáng có lẽ là rất là khó, không có so sánh được. Khi mà bạn đánh một loại má hồng mà nó đậm màu, mà nó không có cái độ nhũ, không phải là nó không đẹp, nhưng mà nhiều khi nó có thể làm cho gương mặt của chúng ta hơi bị lố. Nên là bạn nên sử dụng một cái dòng má hồng mà nó vừa phải, nhưng mà nó có độ bắt sáng, để trông nó xu hướng, và nó giúp cho da của mình có cái hiệu ứng nó căng hơn, và nó sẽ giúp cho mình tự tin hơn. Cho nên là ốc nghĩ là cái dòng má hồng này có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn, và có thể so sánh tương đương với những loại má hồng của các thương hiệu lớn hơn với một cái mức giá hợp lý. Đây là hàng chính hãng cho nên giá của hộp má hồng này là 650.000 đồng cho một hộp, là ốc đang cầm trên tay. Nó rất là đẹp quá các bạn. Nó ở Basle họ còn sản xuất ra cả cái dạng phấn dạng thạch nữa, cũng rất là ok. Cái hộp phấn dạng thạch nó như thế này nè, nó gọi là Mineral Marble Jelly Puff. Nó là dạng phấn mà nó sẽ giúp cho da của chúng ta nó ngay lập tức được cải thiện cái bề mặt các bạn. Và cái phấn này nó không bao giờ nó bể, tại vì nó là dạng thạch, nó giống như một lớp gel này. Bạn nhấn vô tới đâu thì nó sẽ đàn hồi tới đó, nó lún xuống theo đúng cái ngón tay của mình. Cho nên không bao giờ bạn phải lo nó sẽ bể, nó sẽ nằm nguyên như vậy thôi. Và nó sẽ là một sự pha trộn giữa một cái nền với lại một cái loại phấn, và nó bao gồm cả phấn phủ luôn, nếu như bạn thích tất cả trong một. Thì cái dòng phấn dạng thạch của Basle nó như vậy á, nó hít ngay lập tức vào trong da của mình. Tại vì do ốc đang có màu da nâu á, cho nên là cái số phấn này nó sẽ không có phù hợp với mình. Nhưng đối với những ai mà da sáng hơn ốc thì có thể sử dụng, nó không bao giờ bể hết. Bạn kéo đến đâu là nó đi theo tới đó. Đó là cái thú vị của dòng phấn dạng thạch này của Basle. Nó giống như kiểu phấn tươi á các bạn. Ngày xưa các bạn có nghe cái khái niệm phấn tươi rất là hot của Hàn Quốc không? Thì cái này nó cũng giống như vậy. Đây là phấn má, và cả cái phấn nền dạng thạch của Basle nó có cái hiệu quả là nó không có làm bể, nó không có dễ bị bể, cho nên là độ bền nó rất là cao. Xâm vỏ thấy hộp số comment, số điện thoại của bạn rồi, bạn lấy một hộp má hồng. Ok các bạn, má hồng đẹp thật. Vân Quách thực sự là em cũng thấy rất là đẹp, ngay lập tức nó làm cho gương mặt của mình nó có sức sống hơn ra. Nhiều khi gương mặt của mình không cần trang điểm nhiều đâu mọi người, chỉ cần có màu son này, mắt của ốc thì đã phun mí rồi và đã phun cả lông mày rồi, ốc vẽ thêm một chút eyeliner thôi, và thêm một chút má hồng với kem chống nắng là đủ để xài rồi.
Hà Thị Kha mê liền. Hồi nãy thấy thấy ba chi rùa mới vô, mới thấy cái avatar nhảy vô đâu mất tiêu rồi, còn xem em không vậy? Ok, ok xem bỏ. Em lại thích rồi, em thích rồi thì em mua thôi Tú Ly ơi, vì nó đẹp thật mà. Da của chị Ốc giống da em hả Vincent? Là da đang nâu đúng không em? Nhưng mà Ốc có sức lotion nha các bạn. Tại vì nâu mà đen thui mà khô eo là không có đẹp. Ốc sức lotion chống nắng của Cubatone rất là đẹp. Nên là bạn nào mà thích da nâu hoặc là bạn da trắng nhưng bạn thích đổi gió với da nâu thì bạn có thể sử dụng cái dòng lotion này. Duyên ơi, Duyên lấy hộ chị cái lotion của chị á, nằm trong cái túi. Ở đây em có cái mẫu không? Còn hơi lấy trong túi của chị á, phía bên trong á. Không phải, bên trong luôn, bên trong kia. Em xem trong cái túi đồ ăn có ốc sức cái lotion Cubatone with Shimmer của Mỹ. Cái dòng lotion này nó chống nắng, nó có 3 chỉ số SPF 15, 30, 50. Cho nên nó được xem như kem chống nắng mà nó cực kỳ ẩm, là cho da mình nó bóng và rất là sexy. Nên là các bạn có thể sử dụng. Đây, nó là dòng lotion Cubatone Sunscreen Lotion Glow with Shimmer. Nó có nhũ. Đây là hàng của Mỹ và còn nguyên cái bao quấn. Tại vì ốc phải ship từ bên Mỹ về cực lắm. Bán lời có nhiều hết đó, mình chia sẻ cho các chị em thôi. Cho nên là đối với những người nào mà da đang có một chút loang lỗ, kiểu như là nó đen không đều, thì bạn nên hợp lý hóa bằng cách sử dụng một cái lotion mà giúp cho da của mình nâu bóng hơn. Và đối với những người nào mà da trắng bình thường, bạn thích đổi gió giúp cho da của mình trong hôm nay nó bóng hơn, đẹp hơn, bạn có thể sử dụng cái dòng lotion này. Và hãy xem nó như một dòng kem chống nắng nhưng lại không nhờn rít. Nó giữ ẩm cực kỳ tốt nhưng mà nó rất là láng. Ốc rất là thích cái cảm giác mà da mình nó thơm, mình rất là tự tin. Và ốc thích cái cảm giác là da mình nó ẩm. Ốc nghĩ rằng là bản thân mình mà da của mình khô, móc meo là mình không có tự tin đâu, mà không thích ai chạm vào hết. Thì ốc sử dụng cái tuyết này là tuyết thứ 3 rồi các bạn. Ốc sử dụng cái dòng này và ốc sử dụng nhiều cái chỉ số khác nhau. Ví dụ như nếu mà ngày nào ốc chỉ đi quay đứng trong phim trường thì ốc sẽ sử dụng cái chỉ số là SPF 15. Ngày nào mà ra nắng chút chút thì ốc sử dụng cái chỉ số là SPF 30. Và những đợt mà đi nắng liên tục hoặc là ra biển hoặc đi du lịch, ốc sẽ sử dụng cái chỉ số là SPF 50. Giá không thay đổi. Cái sản phẩm này bán tại cửa hàng của mình. Đây là hàng mà ốc bán từ bên Mỹ về, đem rất là cực các bạn. Giá một cái tuyết này 148ml là 580.000 đồng và không thay đổi giá đối với các chỉ số chống nắng khác nhau. Khi các bạn mua từ hai tuyết thì giá còn 550 cho một tuyết. Đây ốc bôi cho các bạn xem này, da mình đang đâu này các bạn nhìn. Từ đợt mà đi Madrid về là cái mặt của ốc nó vẫn bị trắng hơn so với cái người. Tại vì do mặt mình sử dụng kem chống nắng nó nhiều, và từ đó tới giờ thì lúc nào cái mặt nó cũng có xu hướng trắng hơn với người ha. Nhưng mà các bạn nhìn là cái vai của ốc nó vẫn còn hai màu nè, nắng Madrid nè. Và bây giờ ốc bôi lên, ốc bôi lotion lên, các bạn sẽ thấy ngay lập tức cái vùng da đó trông nó láng, nó bóng và trông nó có sức sống ngay lập tức luôn. Mà nó không rít mới thích chứ. Trời ơi, nó vừa chống nắng mà nó không nhờn rít. Và nó lại có nhũ, nó làm cho da mình rất là sexy nha các bạn. Nè, các bạn nhìn nè, nếu mà da đã nâu nhá mà lại còn không bóng thì xấu không? Xấu. Da đã nâu là phải bóng. Nhìn thích không? Thiệt. Ốc nói là cái dòng lotion này là ốc xài, có nghĩa là ốc vô tình, ốc đi Mỹ, ốc mua trong cái đợt đi New York hồi tháng 3 vừa rồi, vô tình thôi. Mua có một tuyếp à? Đem về xài mê quá mà phải nhờ người á, mua bên kia, mỗi lần mà đem về ơi cực ơi là cực nè. Trông nó có cái độ bắt sáng nè, trông nó khỏe mạnh hơn các bạn, thấy không? Nó bắt sáng và trông mình sẽ sexy hơn rất là nhiều. Bên này thì sáng ốc có bôi nhưng mà tại vì do là đi từ sáng tới giờ rồi, mặc áo khoác rồi choàng khăn nữa, cho nên bạn có thể bôi lại bất cứ lúc nào. Vì do là nó không nhờn rít nên bạn cứ tha hồ mà bạn bôi lên thôi. Nó sẽ giúp cho da của mình trông nó khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Nó có thể dùng cho bất kỳ ai nha, không phải là chỉ có những người da nâu mới sử dụng được nha các bạn. Tại vì nó sẽ linh hoạt theo cái màu da thật của các bạn. Đối với những người da nâu á thì nó sẽ làm cho nâu bóng hơn, nhưng đối với những người da sáng thì nó sẽ tạo ra cái độ nhũ thôi, chứ nó cũng không thể nào mà làm cho da của chúng ta đang từ trắng mà trở thành đen thui được. Tuy nhiên các bạn nhìn thấy cái độ bóng khỏe của cái dòng lotion này sẽ giúp cho chúng ta tự tin hơn rất là nhiều đối với một cái làn da khô và mốc. Ok, đây là dòng lotion Cubatone with Shimmer, là dòng lotion của Mỹ, hàng chuẩn của Mỹ, và được xách tay đem về Việt Nam, cho nên là mỗi lần xách về cực lắm.
Lotion này hả, phụ nữ mang thai hay là đang cho bé bú sử dụng vô tư không vấn đề gì hết, tại vì nó chỉ là lotion để mình dưỡng da thôi. Nó sẽ giúp cho da của mình nó bóng, khỏe, nó có cái độ nhũ, trông mình sẽ có năng lượng hơn, sexy hơn. Đồng thời nó vừa cấp ẩm và chống nắng, đó là cái hay nhất. Tại vì nhiều cái dòng lotion thì nó chỉ có dưỡng ẩm thôi. Và khi mà bạn sử dụng tại Việt Nam thì mình sẽ cảm thấy hơi khó chịu vì nó có cái độ nhờn rít, độ ẩm quá nhiều cũng không được. Nhưng mà riêng cái dòng lotion này nó thấm ngay lập tức vào da, không nhờn rít, thơm cực kỳ sexy, bảo đảm mùi thơm này rất là khó cưỡng. Cacao nó hay nói thơm khó cưỡng. Ok, và nó làm cho chúng ta tự tin và yêu cơ thể của mình hơn, và đồng thời chống nắng. Cái đặc chống nắng là ốc thấy hay nhất, vừa lotion mà lại vừa chống nắng. Tại vì khi mình bôi kem chống nắng thì nếu mình đi bơi đi biển thì mình có thể bôi kem chống nắng cho toàn thân, nhưng mà ốc hỏi các bạn là nếu mà mình đi bình thường mà bôi kem chống nắng chết toàn thân, các bạn chịu nổi không? Không, rất chịch và khó chịu lắm. Mình chỉ có thể bôi kem chống nắng cho cái mặt thôi. Còn kem chống nắng như bình thường thì buộc lòng là mình chỉ có thể sử dụng vào những cái lúc mà gọi là phải đi ra ngoài để bôi thôi, chứ không thể nào mà bạn sử dụng kem chống nắng cho body mà gọi là ngày nào cũng sử dụng từ sáng đến tối. Nhưng mà riêng đối với cái dòng lotion này, bạn hãy xem nó như một cái dòng kem chống nắng, vì nó có chỉ số chống nắng SPF 15, SPF 30, SPF 50 và nó không nhờn rít. Tôi thề trời ơi, nó đã không chịu được. Mà bây giờ trong tiệm vẫn còn một mớ kìa. Tại vì mọi người có thể là hơi cảm thấy xa lạ với sử dụng lotion mà có nhũ, mọi người chưa quen lắm. Chứ các bạn biết là phụ nữ tại châu Âu hay là tại các nước Âu Mỹ, đây là một cái điều rất là bình thường và họ rất là đề cao vẻ đẹp khỏe khoắn. Bạn có thể da trắng, bạn có thể da nâu, thậm chí bạn có thể da đen, nhưng da của bạn cần phải có đủ độ ẩm, da của bạn phải có năng lượng. Và nếu da của bạn lại bắt sáng dưới ánh nắng mặt trời hoặc là bắt sáng dưới ánh đèn thì các bạn nghĩ là cái cảm giác có thế nào? Nó có đẹp hơn với so với một cái làn da khô mốc meo không? Chắc chắn là nó vẻ hơn rồi đó. Và nó sẽ không tự nhiên đến đâu, chúng ta cần phải dưỡng nó các bạn. Ốc rất là siêng dưỡng lotion, tại vì ốc không thích cái cảm giác da mình bị khô. Và khi ốc mặc những cái bộ trang phục mà có một chút hở vai thì ốc rất là thích trông da của mình nó lấp lánh, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ok, cái tiết mục giới thiệu này nó đã xong rồi, nó lấy đi rất là nhiều cái nước miếng và năng lượng của tôi, nhưng mà nó rất là xứng đáng vì đó là một sản phẩm rất là tốt. Thì dòng lotion có nhũ chống nắng Cooper Tone with Shimmer của Mỹ giá là 580.000 đồng một tuýp, 148ml, rất là nhiều, mình sử dụng rất là lâu, sẽ làm cho lúc nào da của mình nó cũng lấp lánh như vậy nè. Các bạn nhìn thấy không, nó có độ nhũ này và nó rất là thơm, thơm vô cùng luôn, ngọt ngào, ngọt ngào như là một thỏi vani vậy đó. Đúng rồi, Vincent tự tin đã mắt hơn chứ, sexy và khỏe khoắn nó vẫn hơn chứ, đúng không? Và nếu các bạn mua từ 2 tuýp thì lúc đó chỉ còn có 550.000 đồng một tuýp, 148ml thôi. Cảm ơn Gia Bảo Liêm, em đến tiệm của chị Ốc hốt tất cả về cho chị Ốc. Chị Ốc đã lọc, đã sàng lọc mà đem về đây rồi thì đảm bảo là phải tốt. Thu Nguyễn hỏi có gì làm giảm dầu da mặt hay không? Có. Đây là cái sản phẩm mà giảm cái độ dầu cho da mặt và thu nhỏ lỗ chân lông nha. Đây là sản phẩm của Beauty Skin, nó là Pore Spot, giá một tuýp này là 590.000 đồng 30ml. Nó sẽ thu nhỏ cái lỗ chân lông và kiểm soát cái lượng dầu ở trên da mặt của chúng ta. Tại vì đối với những người da dầu, da nhờn nó thì mình phải sử dụng cho nó hợp lý. Tiếp tục là bạn sẽ sử dụng một cái sản phẩm mà rất là thần thánh đối với những người mà da nhờn, dầu, da nhờn thì luôn luôn phải có cái phim để mà chống dầu. Nó sẽ hút tất cả các lượng dầu trên mình. Vậy cái giấy thấm dầu này là sản phẩm của Chu Chu Baby. Một cái hộp này được sản xuất tại Nhật Bản. Nó gồm có 70 miếng và giá là 70.000 đồng. Ngoài ra thì em cho chị cái sản phẩm kiềm dầu của Andalou Natural, cái thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ của Mỹ trên kệ của Ốc Mama. Là Andalou có dòng sản phẩm kiềm dầu màu xanh, đúng không em? Thì để giảm cái lượng dầu thì mình nên chọn đúng cái sản phẩm. Cho nên bạn Thu Nguyễn và các bạn nào mà có da dầu á, thì mình có thể sử dụng trong thương hiệu Andalou thì nó có 4 cái hệ sản phẩm khác nhau. Nhưng mà đối với riêng những cái người bị da nhờn, da dầu thì mình có thể sử dụng những cái sản phẩm trọn bộ này luôn. Mình có thể sử dụng cái Linsing Gel, cái dòng gel rửa mặt này là dành cho da dầu nè, cho nên nó sẽ loại bỏ bớt cái lượng dầu bị dư thừa trên da của mình. Nó có chiết xuất từ trái cây và lợi khuẩn kombucha hay còn gọi là thủy sâm, được lên men từ quả chanh, vỏ cây liễu và lô hội, sẽ làm giảm cái lượng dầu dư thừa, duy trì rào chắn giữ ẩm khỏe mạnh, giúp làm sạch các tế bào và giữ cho da của chúng ta nó khô ráo, và đem đến một cái làn da nó thực sự mềm mại, hiệu quả. Nó giữ cho da của chúng ta không có bị đổ dầu quá nhiều nhưng vẫn không có bị mất đi cái độ ẩm cần có. Một chai cleansing gel, tức là cái dòng sữa gel rửa mặt,
thì chính xác hơn. Gel rửa mặt của Andalou là thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ. Tất cả những cái dòng sản phẩm của Andalou Natural đến từ Mỹ đều là từ tự nhiên và nó chiết xuất từ tế bào gốc trái cây, cho nên nó rất là an toàn đối với cả những làn da nhạy cảm nhất. Giá một chai cleansing gel, tức là gel rửa mặt mà kiểm soát lượng dầu trên da của chúng ta, giá là 489.000 đồng một chai, 178ml. Đối với những người mà bị da dầu, da nhờn thì những cái sản phẩm mà mình sử dụng như là cream hay là serum nó cũng phải cùng bộ nha các bạn, thì nó sẽ có hiệu quả cao nhất. Thì sau khi mà mình rửa mặt sạch rồi thì mình có thể sử dụng cái serum làm sạch lỗ chân lông chiết xuất từ vỏ cây liễu và kiểm soát lượng dầu trên da mặt chúng ta rất là hiệu quả. Đây là serum làm sạch lỗ chân lông từ vỏ cây liễu dành riêng cho da dầu và da nhờn. Nó tổng hợp các dưỡng chất chiết xuất từ trái cây có tác dụng làm dịu da. Vỏ cây liễu có tác dụng làm sạch se khít lỗ chân lông. Acid salicylic giúp làm sáng da, aloe vera tức là lô hội á, có tác dụng dưỡng ẩm để đem đến một làn da khỏe mạnh. Đây là sản phẩm của Andalou Natural. Tiếp tục, sau khi mình sử dụng serum thì bạn sẽ sử dụng đến cái mặt nạ ha. Mặt nạ này thì bạn có thể sử dụng gọi là hàng tuần, chứ mình không thể sử dụng mỗi ngày được các bạn, tại vì nó là tẩy tế bào chết. Thì bạn có thể sử dụng cái dòng mặt nạ tẩy tế bào chết chanh đường dành cho da dầu và da nhờn, nó tổng hợp dưỡng chất chiết xuất từ trái cây, từ vitamin C, mật ong manuka, khuất tán cùng với đường mía hữu cơ, giúp loại bỏ các tạp chất, nhẹ nhàng tẩy tế bào chết. Chanh vàng Mayer sẽ đem đến một sức sống mới để cho làn da của chúng ta khỏe mạnh hơn. Đây là ốc chỉ trích dẫn một vài những sản phẩm trong bộ sản phẩm dành riêng cho da dầu, da nhờn của Andalou Natural, là thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ trên kẹo ốc mama thôi chứ không phải là tất cả. Nhưng ốc nghĩ rằng là khi các bạn đã bị da dầu như vậy á, thì mình phải sử dụng những sản phẩm riêng biệt. Giá cái chai serum này là 789.000 đồng một chai nha các bạn, dung tích là 32ml. Giá mặt nạ tẩy tế bào chết chanh đường dành cho da dầu, da nhờn là 529.000 đồng một cái hũ này là 50g. Có kem của da nhờn, da dầu không em? Coi thử có kem. Vừa nãy là ốc cầm cái hũ là ốc tưởng hũ kem, nhìn lại mới là mặt nạ. Thì đối với kem là mình sẽ sử dụng sau serum nha các bạn. Đưa chị nhầm hả? Yeah. Nãy đưa chị làm cái này. Tại vì serum là ốc có nói rồi, serum xong là đến kem nha các bạn. Nhưng mà tại vì hồi nãy bé nhân viên đưa nhầm á, thì cái mặt nạ là mình chỉ sử dụng hàng tuần thôi chứ không thể sử dụng hàng ngày. Còn sau khi mà mình rửa mặt xong thì mình sử dụng serum, rồi bước tiếp theo để mình sử dụng dưỡng mỗi đêm sẽ là kem dưỡng da. Thì đây là dòng kem dưỡng da Argan Stem Cell Recovery Cream. Kem dưỡng da ban đêm này nó sẽ dành riêng cho da dầu và da nhờn. Nó tổng hợp dưỡng chất chiết xuất từ trái cây, argan, vỏ cây liễu, acid acicylic, aloe vera. Nó sẽ làm dịu da, se khít lỗ chân lông, cân bằng cái lượng dầu dư thừa trên da của mình. Giá một hũ kem là 769.000 đồng, một hũ là 50g. Ok, các bạn ơi, chắc là ốc sẽ tạm biệt các bạn ở đây vì nãy giờ offline cũng rất là lâu rồi. Ok, Thanh Nguyễn, em lấy cái sữa rửa mặt gel rửa mặt dành cho da dầu. Cảm ơn em rất là nhiều, chị đã lấy số điện thoại của em rồi. Ốc sẽ trả lời một câu cuối cùng thôi từ bạn Dũng Vàng là tư vấn da yếu, kích ứng mỹ phẩm, dùng loại mỹ phẩm gì hợp. Thì bạn có thể sử dụng cái bộ sản phẩm Centella Sisa của Beauty Skin, tức là bộ sản phẩm rau má. Còn không thì mình có thể sử dụng cái serum repair của Beauty Skin. Trước tiên là mình phải phục hồi cho làn da yếu cái đã. Thì dòng serum này hay còn gọi là serum 14 ngày, nó sẽ làm cho da của chúng ta về với trạng thái khỏe nhất. Nó là thể nước cho nên nó thấm rất là nhanh vào trong làn da của chúng ta và nó cực kỳ dịu nhẹ. Đối với những người da yếu, da hay bị mẫn cảm, hoặc đối với mẹ mang thai hoặc cho bé bú mà mình vội vàng sử dụng những cái dưỡng chất nó quá đậm đặc thì nhiều khi da của mình nó thích nghi không nổi. Đó là lý do tại sao mà hãng Beauty Skin họ cho ra đời cái dòng sản phẩm này. Đây là serum 14 ngày hay còn gọi là serum phục hồi của Beauty Skin, vì nó là thể nước cho nên nó rất là dịu nhẹ và an toàn đối với da của chúng ta, nhất là đối với những làn da yếu. Thì khi mà bạn sử dụng cái dòng serum này ha, bạn sẽ bôi nó trên da của mình thấm để cho nó đưa cái dưỡng chất một cách nhẹ nhàng vào trong da của mình với cái thành phần là galactomyces 100%, tức là nguyên chất hoàn toàn đó các bạn. Galactomyces là một cái thành phần rất là nổi tiếng trong bộ sản phẩm SK2 của Nhật, chắc các bạn đã từng nghe qua. Thì cái thành phần này nó được chiết xuất ở trong cái chai serum repair này để cân bằng da yếu và giúp cho da của chúng ta trở về cái trạng thái khỏe nhất. Bạn sử dụng nó liên tục trong một cái liệu trình là 14 ngày để da của mình bình ổn đã, rồi sau đó bạn hãy sử dụng những cái sản phẩm dưỡng thông thường. Thì bạn có thể sử dụng nó vào những lúc da của mình bị kích ứng, da của mình bị
ửng đỏ, da của mình bị sử dụng một cái loại mỹ phẩm nào đó không phù hợp và da mình đang đình công, hoặc là đã lâu rồi bạn bỏ bê, bạn không chăm sóc làn da của mình, thì hãy sử dụng cái dòng serum repair hay còn gọi là serum phục hồi này, serum 14 ngày của Pretty Skin. Nhưng cũng không có nghĩa rằng là bạn chỉ sử dụng vào những cái lúc mà bạn bị như vậy. Bạn có thể sử dụng theo một cách khác, luôn để nó trên kệ và bạn có thể duy trì 5-7 ngày bạn sử dụng nó trong vòng vài ngày rồi bạn ngưng. Rồi sau 5-7 ngày sau bạn lại quay lại bạn sử dụng nó trong vài ngày để bạn ngưng. Để làm gì? Để đảm bảo rằng là da của mình luôn ở cái trạng thái bình ổn nhất. Tại vì khi da của mình khỏe, bình ổn thì nó sẽ đảm bảo rằng là bạn dưỡng cái gì sau đó nó cũng có thể tiếp nhận được. Thì một chai serum repair hay còn gọi là serum phục hồi 14 ngày của Pretty Skin giá là 790.000 đồng cho một chai 55ml, cái vòi rất là tiện để mình sử dụng. Nên là bạn Dũng Vàng cũng như tất cả các bạn có thể sử dụng dòng serum này để phục hồi da yếu nha. Chị Đỗ Thị Ngọc Thúy cho chị một hộp phấn hồng, chị da trắng sử dụng chống nắng của Mỹ được không, loại có nhũ? À dạ được ạ. Cái dòng chống nắng này á là da trắng hay da nâu gì cũng có thể sử dụng được hết ạ. Tức là đối với em mà da nâu á thì khi em sử dụng thì trông nó sẽ nâu bóng hơn và nó có nhũ và nó chống nắng. Nhưng đối với những người mà da sáng hơn thì nó sẽ làm cho da của mình trông nó lấp lánh cái độ nhũ. Nó sẽ làm cho da của mình nó có thay đổi sắc diện một chút, tức là nó sẽ không có bật tông theo cái kiểu là kem body bật tông thông thường, nhưng mà da của mình nó sẽ có cái độ bóng khỏe. Nhưng nó không thể nào mà làm cho từ da trắng mà trở thành đen thui được đâu, nên chị đừng lo. Và nó cấp ẩm cực kỳ tốt, rất là thơm. Em hứa rằng là chị Ngọc Thúy hay các bạn sử dụng cái dòng lotion chống nắng Cooper Tone with Shimmer này của Mỹ là bảo đảm sẽ thích. Giá một cái tuýp này là 580.000 đồng, một tuýp là 148ml. Và khi mình mua từ hai tuýp thì lúc đó còn giá là 550.000 đồng một tuýp. Trung Kim hỏi, ốc ơi Phạm Thanh Tâm có phải tiệm ốc không? Không. Facebook cá nhân của Ốc là Phạm Thị Thanh Vân, mở ngoặc Ốc Thanh Vân. Còn Ốc có em gái ruột tên là Phạm Thị Thanh Tâm, hay còn gọi là tạp hóa mẹ dừa Sammy Shop. Không có phải là Phạm Thanh Tâm nha, phải có chữ Thị nha, tên cha mẹ sinh ra mà. Chào Đại Lê Vân, số điện thoại của bạn Ốc thấy rồi. Thanh Nguyễn Nguyễn lấy kem chống nắng dành cho da dầu và giấy thấm. Ok em, chị thấy rồi. Nếu mà kem chống nắng dành cho da dầu, tức là kem chống nắng mà nó kiểm soát lượng dầu, thì em có thể sử dụng cái dòng kem chống nắng của La Ghivado. Nó có cái độ kiểm soát lượng dầu rất là tốt với hai sản phẩm này. Một là em sử dụng cái kem chống nắng cơ bản của La Ghivado, nó khá là khô ráo, một tuýp là 385.000 đồng. Hai là em thấy nếu mà em bị ra nhiều mồ hôi á, em có thể sử dụng cái dòng kem chống nắng kháng nước của La Ghivado. Thì đây là cái tuýp kem chống nắng cơ bản này, là nó khô ráo và bật tông này. Còn kem chống nắng kháng nước của La Ghivado thì nó sẽ dành cho những người nào mà bị đổ mồ hôi quá nhiều. Em có thể sử dụng hai giá 395.000 đồng. Ngoài ra La Ghivado còn có một cái dòng kem chống nắng mà dành cho những người có làn da yếu, làn da sâu trị liệu, giá 445.000 đồng một tuýp, nó là dược mỹ phẩm. Còn quay trở lại với Basle, đối với những người mà có lượng da mà đổ dầu nhiều thì mình cũng có thể sử dụng cái dòng kem chống nắng này High Protection, tại vì nó là kem chống nắng mà trang điểm cho nên là nó có độ che phủ tốt, khô ráo và bật tông, đồng thời che khuyết điểm cũng rất là tốt, giá 450.000 đồng. Còn đối với kem chống nắng dạng bình thường á, nó chứa thành phần Q10 dành cho cả mặt và cổ và cả toàn thân, thì bạn có thể sử dụng cái dòng kem chống nắng Q10 Sun Cream của Basle. Cái tuýp này thì nó to hơn nhưng mà nó lại rẻ hơn, giá 300.000 đồng cho một tuýp 100g. Còn hôm nay quà tặng dành cho các bạn sẽ là kem chống nắng này, giá 450.000 đồng một tuýp, nó là Basle Sun Care System. Kem chống nắng này thì là quà tặng của hãng cho nên Ốc gửi cho các bạn, nhưng mà cái đát nó rất là cận cho nên là các bạn thông cảm là khi nhận được các bạn sử dụng ngay dùm cho Ốc nha. Thì Ốc hy vọng là các bạn vui một chút với cái món quà Ốc tặng cho các bạn ngày hôm nay, và giúp Ốc chia sẻ livestream này về tường nhà mình để mọi người biết thêm về page Ốc Mama với dấu tích xanh của Facebook cấp, thì mọi người sẽ không có bị mua lầm ở bên các Facebook giả. Tiệm của Ốc địa chỉ số 22 Đào Tấn, phường 5 quận 5 gần chợ Hòa Bình. Số điện thoại hai số duy nhất thôi, 0932-2032 và 0903-300-230. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Minh Thư Đào, Ốc ơi hôm qua chị mua hai hộp giảm cân của Nhật mà chị gọi đúng số của Ốc. Nó không gọi, nó nói chị không tin tưởng, nó không bán là sao ta? Chắc không phải đâu, Facebook giả đó chị ạ, à, không phải Facebook em đâu ạ. Tại vì hiện tại giảm cân Nhật của tiệm em là hiện đang hết hàng mà, nên không có để bán cho khách. Phải em yêu Hải Linh không? Chị vừa thấy avatar phải em không? Nên là chắc chắn đó là Facebook giả đó. Chị cẩn trọng và chị lưu lại số của em đi. Chị Minh Thư Đào ơi, 0932-2032,
0903300230. Chào Nga Anh Việt. Em lấy chai serum repair, serum phục hồi 14 ngày Pretty Skin ha. Dũng vàng, chị thấy điện thoại của em rồi. Dạ chào Thảo Thảo ạ. Thu Nguyễn, lỗ chân lông em rất là to, em có thể sử dụng cái dòng Forecast Sport, cái tuyết màu xanh ngọc á, giá 590.000 đồng một tuyết, nó thu nhỏ lỗ chân lông á, rất là ok luôn. Đây, nó đây nè em. Một tuyết là 30ml nha, của Pretty Skin nha Thu Nguyễn. Hoặc là em sử dụng cái sản phẩm mà dành cho da nhờn và da dầu của thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ Andalou Naturals, nó cũng sẽ rất là phù hợp với em. Ben Nguyễn, U40 da nhạy cảm, da dầu, xài mỹ phẩm gì cho da hả chị? Ben Nguyễn có thể sử dụng cái sản phẩm hồi nãy em tua lại chút xíu là em thấy chị cầm cái bộ sản phẩm màu xanh của Andalou Natural, nó sẽ rất là phù hợp đối với những người da dầu, da nhờn và lỗ chân lông to. Ok, còn một chút nhạy cảm nữa, da nhạy cảm nữa thì mình có thể sử dụng cái thương hiệu này nè. Ốc né ra cho mọi người nhìn thấy thôi, chứ tại vì nó cũng có khá nhiều thì ốc chỉ nhắc cái tên cho các bạn nhớ thôi. Đó là Centella Sisa, là bộ sản phẩm rau má của Pretty Skin với rất là nhiều những dòng sản phẩm như là sản phẩm tẩy tế bào chết nè, rồi rửa mặt nè, toner, rồi emulsion nè, ampoule nè, eye cream nè, cream nè, rất là nhiều, và cả mặt nạ nữa thì của hãng Bill Skin Hàn Quốc. Thì đây là một thương hiệu mà họ có cái bộ sản phẩm rau má chiết xuất từ rau má, cho nên nó kháng khuẩn, kháng viêm, phục hồi, nó giúp dưỡng trắng, tái tạo, và nó lại phù hợp cho những người bị da có vấn đề dễ bị kích ứng, da nhạy cảm, hoặc các bà mẹ đang mang thai hoặc là cho bé bú. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì ốc sẽ tạm biệt các bạn, ốc vào ăn một chút đây, tại vì nãy giờ làm quá nhiều rồi, nói rất là lâu rồi, đuối rồi, muốn tắt tiếng rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại nha. Nếu mà tối mà rảnh thì ốc sẽ livestream sau khi lo cho các con xong. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.